Cúc xin mến chào toàn thể quý cô chú bác, anh chị em cùng các bạn đã đến với kênh Cúc Channel Tám Cúc của em. Rất vui gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thì sau mấy ngày nay vắng mặt trên kênh YouTube, tại vì Cúc có một tí xíu chuyện Cúc không có được vui với vị, cho nên là em không có tâm trạng để làm clip. Kiểu như là người ta hay dùng cái từ là trời ơi, cái nồi cơm của mình mà bị ai đó đập bể thì làm sao mà vui được. Thì đối với Cúc á, thì quý vị biết là em làm cái kênh YouTube này á, thì mỗi ngày em kể chuyện cho quý vị nghe. Thì muốn có được những cái mẫu chuyện thì cần phải có những cái dụng cụ để mình quay clip đó quý vị. Thì bên cạnh đó có cả điện thoại, rồi cả cả cái laptop, rồi những cái gì đó để mình làm ra một cái clip, mình chạy clip đó. Thì Cúc có sử dụng cái cả điện thoại cả laptop luôn. Nhưng mà quý vị ơi, cái laptop em nó bị bể mà em không có biết nguyên do gì hết. Cái laptop của em á, nó không có đơn giản là cái laptop mà nó bình thường, tại vì em làm clip em muốn cho nó được sắc nét hơn, rồi nó chạy đồ được mạnh đó. Cho nên lúc đó em mua cái laptop khoảng năm mấy 2 năm trước rồi, cái laptop nó tới 32 triệu luôn quý vị, mà ngay là giảm giá còn 29 triệu. Không phải là em nói cái độ mà mình mua chi cho nó mắc, nhưng mà tại vì đó là công việc của mình cần cái máy nó chạy nó mượt nó mạnh đó, thì cho nên em mới cố gắng, em mới nhịn ăn, em mới tiết kiệm cũng một khoảng thời gian nữa này kia đó, thì mình mới mua được một cái laptop hay cái gì nó đắt tiền một tí. Chứ không phải là nói là mình xài đồ đắt tiền để mình chơi, không phải, cái này là cái công cụ để em làm việc. Thì như em nói là đó là cái nồi cơm của em, nhưng mà em không có hiểu gì cái lý do gì mà nó bị bể, nó bị tét ở ngoài hết trơn mà em không có hay quý vị. Thì nói chung là tại sao mà không hay, tại vì nó trùng với những cái ngày em làm nhà quý vị ơi. Như quý vị biết là gần đây khoảng 2 tháng về trước trở lại đây thì Cúc có sửa nhà, thì em có chia sẻ nhiều clip trên đó đó. Thì trong cái phòng riêng này Tấm Cúc cũng rất là nhiều thầy thợ vô để mà sửa, để mà làm nè. Thì đó, cho nên em không có thể nào mà em chạy tới chạy lui em coi hết, trong khi là thợ hồ, rồi thợ làm trần nhà, rồi thợ đi đường điện, thợ đi đường nước, rồi thợ sửa máy lạnh, rồi thợ, ta nói nghe, thợ tùm lum, thợ đi bê, thợ gì ta nói hết biết luôn. Thì người ta tới, người ta làm, đôi khi trùng lúc đang làm riết cho nó rồi đó, rồi bắt dàn giáo nó đụng tùm lum với nhau hết trơn nó làm. Mà quý vị biết em chạy đôn chạy đáo, lúc đó em đâu có làm clip được cho quý vị xem đâu, đúng không? Lúc đó em ngưng rất là lâu, thì tại vì em ngưng là em đem cái máy laptop của em á, em dẹp vô tủ. Một tí em cho mấy vị coi nó bể như thế nào nha, em đang cầm đây. Thì em có đem dẹp vô tủ, tại em biết thầy thợ người ta làm thì đương nhiên nó phải đi tới lui bắt dàn giáo rồi đó, cho nên mình phải cũng phải cẩn thận, mình dẹp máy móc rồi cho vô cho nó gọn gàng ngăn nắp, để thôi người ta làm lỡ mà chúng nó hư của mình thì mình thiệt, chứ ai đâu mà thiệt, tại mình không có dọn. Cho nên em thấy gì em dọn hết á, thì em dọn vô đó làm cũng rất là lâu mà chưa xong ở nhà. Mà quý vị cứ gọi điện thoại nói là Cúc ơi, sao mà em chưa có làm clip, hôm nay làm gì đó mất tiêu rồi, em đi lấy chồng hay là em làm gì tùm lum hết trơn á. Thì em thấy vậy đó, cho nên em mới nói thôi để mình lấy cái máy ra mình làm một vài clip cho quý vị nghe đó, cho quý vị nghe cho nó vui, chứ hôm nay mình ngưng mình cũng buồn. Thấy vậy đó, bắt đầu em mới là lấy cái máy laptop ra để mà em ngồi em làm clip cho quý vị xem mấy clip trước đó. Thì khi mà em lấy ra em làm thì lúc đó cái nhà trong cái giai đoạn hoàn hoàn thiện đó quý vị, có nghĩa là còn chừng khoảng vài ngày với 1 tuần nữa thôi là nó đã hoàn thiện hết. Thì cái khâu hoàn thiện này quý vị biết, người ta phải dọn dẹp trong cái phòng, trong cái nhà này kia tùm lum đó, mà sắp xếp chuyển qua chuyển lại để mà tiếp em là bắt màn bắt trăng bắt đèn đùm lum hết trơn, nói chung mình không nhớ nổi luôn. Thì á, lúc đó em mới lấy cái laptop ra em làm clip xong thì em lại bỏ ngay cái bàn này, ngay cái chỗ em đang ngồi này luôn, cái laptop á, em ngồi như thế này xong em để lại. Em nghĩ là ô, thầy thợ còn làm nhưng mà người ta cũng cẩn thận, tại mình lấy ra người ta đã thấy rồi chứ không phải không đâu, người ta vô người ta làm tí thì người ta cũng thôi, chứ ai đâu mà đụng tới cái máy mình, không lẽ người ta bắt nhà giáo lên cái laptop mình sao, mình để đây mình làm việc đó. Với những người này cũng quen không quý vị ơi, anh em này làm tới làm lui cũng quen rồi, ra vô cũng quen rồi. Thì họ làm xong mà em để cái máy đó đó, tới xong người ta bàn giao nhà cho mình, những ông thợ điện thợ nước thợ trần nhà thợ tùm lum tà la thợ ở trơn, người ta rút về hết trơn rồi, cả thợ máy lạnh thợ này thợ kia tùm lum hết trơn đi rút về hết, mà em cũng chưa có hay cái máy em nó bị bể nữa quý vị, em chưa có hay hết trơn. Rồi sau đó em làm cái tiệc em ăn mừng là tăng gia, em ăn mừng tùm lum mà em chớ hề dở cái máy em ra em coi luôn.
Lúc đó em có làm mấy clip nhưng mà em làm trên cái điện thoại của em á, rồi em phát thẳng lên luôn, em không có quan tâm tới cái laptop. Giống như là mình làm riết riết mình còn quá nhiều công việc, sau khi sửa nhà xong mình còn phải dọn dẹp. Đó quý vị, thì không biết nó vô tình, trời ơi, mới có ngày hôm qua, hôm trước, 2 3 bữa trước nè, em mở cái máy ra, em mở cái laptop của em ra, em rớt nước mắt liền quý vị. Tự nhiên em mở ra, em bỏ mấy cái clip hôm qua đó, ông nói trời 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 trời, cái máy tôi ai làm bánh hết trơn, bể hết trơn mà tôi không hay. Trời ơi, em la âm thầm hết trơn, mà cuối cùng em nói bây giờ mình không có biết cái phòng của mình, bây giờ người ta vô thầy thợ đẩy hết trơn, mình đổ thừa ai bây giờ. Nè quý vị, để em lấy cho quý vị coi, nãy giờ em nói mà em chưa khoe cái laptop này, quý vị nhìn nè, nó bể gì nè, đây nè, bây giờ em đóng lại rồi mà nó còn bể, nó hở như thế này nè, thì làm sao mà sửa được quý vị. Bây giờ em sạc pin không có vô nữa đó, nó hở cả 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 thước luôn gì nè, nó banh nó chơi gì nè, quý vị thấy là cái da đầu này có người nói giống như là bị đập xuống nè. Rồi có người thì em nghĩ đó, chắc họ là vô tình họ bắt cái dàn giáo chúng hay là quơ gì đó, nó gớt từ trên bàn làm việc em, nó gớt xuống cái gạch mạnh quá cho nên cái cạnh này nó mới như vậy. Thì em nó có nói như thế này, em nói nếu mà lỡ làm nhà cho em mà lỡ làm hư đồ của em thì anh chị cũng nói một tiếng là tôi lỡ làm chúng như vậy thì chắc chắn là em sẽ buồn rồi đó, nhưng mà em sẽ không có bao giờ thường, không bắt đền danh dự, tại vì biết sao không, người ta làm cho mình người ta lỡ chứ không phải là người ta cố ý, thì mình bắt thường người ta gì, một ngày làm người ta có bao nhiêu mà mình bắt thường cái máy mấy chục triệu thiệt á, dù đau lòng lắm em tự nói với lương tâm em vậy đó, nhưng mà cái này em không hay cho nên em rất là buồn, không biết ai làm hư của em mà không nói em một lời để cho em phải ấm ức, em tức, em la mấy đứa mà em la em cũng không biết là quan hay đúng, mà em rất là khó chịu, tại vì cái máy này như em nói là cái nồi cơm của em làm việc mà bây giờ nó hư, nó hở cái như thế này nè quý vị, sạc điện không vô nữa thì làm sao làm việc được. Này cái hiệu đeo này nè quý vị, thấy nó siêu mỏng, nó nhỏ xíu à, nó gọn băng nè, như thế này nè. Trời, em mua em quý cái máy này cực kỳ luôn, mà bây giờ nó như vậy đó cho nên em buồn, không có làm clip nổi mấy hôm nay quý vị. Nằm xuống là nhớ cái máy này rồi làm sao mà gì, ba cái clip ở trong đây nè, bây giờ nó hở như là cái cuốn tập. Rồi em mới coi lại mấy cái clip trước, là có khoảng cả tuần trước có mấy cái clip á, em cũng sơ ý em dở cái máy lên em để. Em để thôi chứ em không có làm việc trên cái máy nữa, để em làm clip rồi em dở lên thôi. Em nhìn vô tới chỗ em coi, em nhìn vô em nói ủa cái máy laptop mình này sao lạ ta, phía trước nó có gì mà hở hở gì, cái em nói à, chắc là mình để cái cuốn tập này nè để mình coi mình kể chuyện cho nên nó mới có cái lằn găng như vậy. Ai có nghe đâu cái máy mình nó bị bể mà mình không hay mà mình bỏ thằng nhỏ đứa con tinh thần của em mà bây giờ nó bị như vậy, buồn lắm quý vị, thật sự luôn á. Cho nên á, em lên em chia sẻ với quý vị hôm nay rồi ngày mai em kể chuyện cho quý vị nghe cho vui lại, còn hôm nay thật sự là giống như em ấm ức quá, em phải chia sẻ với quý vị là em nhắn mặt YouTube là tại vì cái tâm trạng em nó không có được vui nên em kể chuyện không có được. Cái laptop này nó quan trọng lắm quý vị, nó quan trọng về vì công việc của em á, nó trợ giúp cho công việc kể chuyện của em cho quý vị nghe, chứ nó không phải là nó giá trị hay là nó mang cái giống gì, mà nó là những cái gì đó để lưu lưu lại những cái cốt truyện của em kể cho quý vị nghe đó, rồi em lưu lại trong máy á đó, nó giữ lại á, mà bây giờ mở nó không có lên, nó bị cái gì á, bây giờ là mình phải trực tiếp sạc pin vô, trực tiếp lấy cái dây sạc á, sạc trực tiếp mở đó, thì nó mới lên, buông ra nó tắt vậy đó quý vị. Thì em cũng chẳng biết cái đó là sửa như thế nào, em cũng chưa có thời gian để chạy đi sửa nó quý vị, công việc quá lu bu à. Vậy đó, sao kể chuyện được đây đó, nhưng mà cái đó là một cái người ta thường thường nói á, hên rồi xui nó đi đâu vậy đó, mai rồi mắng đó, mai còn bị người ta mắng, còn hên thì còn đeo theo cái xui nữa, là giống như là mình thấy mình được mình mới làm nhà rồi xong này kia đó, mình thấy có niềm vui thì cái vui đó thì bên cạnh lại bể cái laptop thì nó lại một cái điều cho mình không có vui. Đó là cái cuộc sống lúc nào nó cũng đi đôi với những cái như vậy đó quý vị, làm cho em ngạc nhiên em giật mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng như quý vị khán giả thì em chia sẻ, tại em biết nhiều bà con đang quan tâm tới Tấm Cúc nhiều lắm, từ trên những cái mẩu chuyện và cái đời sống của Tấm Cúc nữa, cho nên á có những anh chị mà gần xa trong nước và ngoài nước rất là mến Cúc, cho nên họ đã thấy được những cái ngày mà sắp tới giống như là sinh nhật của Tấm Cúc, là họ tự động họ họ gọi điện đến mà họ mua quà họ gửi,
Rồi, em trân trọng lắm. Và quý vị ơi, cho em khoe một cái là cái áo đầm em đang mặc hôm nay quý vị thấy lạ đúng không? Đó, đó là một người bạn ở bên Mỹ mua gửi về tặng cho Tấm Cúc tới hai cái lần chứ không phải một cái đâu. Là mừng sinh nhật Tấm Cúc mà mừng trước cho nên bây giờ gửi trước hai cái đầm với đôi giày. Bà Tám bà thấy vui và hạnh phúc khi mà quý vị khán giả yêu thương và nhớ ngày sinh nhật của Tấm Cúc dù Tấm Cúc chưa có nói ra. Đó quý vị. Thì sinh nhật của Tấm Cúc cũng báo cáo quý vị luôn là ngày 19 tháng 11 tới này, đó là ngày sinh nhật của Tấm Cúc, thì em rất là vui được những cái lời chúc mừng của quý vị. Cảm ơn bà con mình nãy giờ đã ngồi nghe em tâm sự và có đôi lời chia sẻ. Thì em hôm nay em chia sẻ về cái vụ laptop em, mà nếu có gì mà em có nói gì chưa sơ sót thì xin quý vị thông cảm bỏ qua nha. Vì hôm nay em lên em cốt chủ yếu là em nói cái laptop em như vậy để anh chị là biết là nếu nó tình trạng gì mình có đi sửa được không ta. Coi lại cái này coi nó hở gì nè. Để em mở ra cho vị coi luôn nha, đó nó gì nè. Để em mở ra. Mở chắc chắn sẽ còn lên không ta. Đây. Nè quý vị, nó vẫn lên nhưng mà nó sẽ tắt ngay. Em coi coi nó lên không, nó lên không. Nó lên nhưng mà nó sẽ tắt ngay ạ. À. Tại vì nó không có điện. Để em để cho nó lên rồi cho quý vị xem. Đó là thì em nói là cái máy em nó siêu mỏng nè, quý vị thấy nè, đây bà Tám bà cười rồi nè. Hôm qua em cứ mở thử trong vòng một nốt nhạc nó sẽ tắt ngay. Quý vị ơi, gầu lắm quý vị ơi. Thương lắm, thương cái đứa con tinh thần này lắm. Bởi vì em lên em chia sẻ với quý vị, mong quý vị nghe vui và biết là bà Tám bà có trục trặc cái gì thì bà mới ngưng làm clip ở trên YouTube chứ không thôi là ngày nào cũng có hết trơn. Thì cảm ơn quý vị, em xin hẹn gặp lại quý vị ở cái clip của chương trình em kể chuyện ngày mai nha quý vị. Bây giờ để em ngưng lại em coi cái máy em cái coi. Em thấy nó mở vừa lên em mừng quá nhưng mà cái dấu hiệu của nó bị cái gì nữa rồi. Cái dấu hiệu nó đi xuống nơi quý vị ơi. Không được rồi. Đây nè, nó đang thui nữa rồi nè. Có nghĩa là em phải sạc trực tiếp cho quý vị ơi. Em phải lấy cái cọng dây em sạc trực tiếp lên em ghim mới được. Gầu quá quý vị ơi. Thôi em xin chào tạm biệt quý vị. Em hẹn gặp lại quý vị chương trình ngày mai của Tâm Cúc. Em xin cảm ơn, em xin bye bye và hẹn gặp lại ạ.